Báo cáo quý vị, hôm nay đang là buổi sáng ngày 29 tháng 12 năm 2018, chỉ còn 2 ngày nữa là hết năm rồi. Và hôm nay chúng tôi trân trọng giới thiệu chiếc giường Nhật bằng gỗ gõ đỏ, kích thước trong lòng là 1m8 nhân với 2m. Và cái giường này thì là bằng gỗ gõ đỏ và mặt nó dày là 2 phân. Đây là chiếc giường mà trên thứ nhất là cái đầu cao của nó là trọn vân rất là đẹp luôn, thậm chí có cả cái vết mà đây trông như là vết đấy nhưng hoàn toàn là vân của nó. Đây quý vị nhìn này, thì đây là đầu cao, đây mặt này, và cái này đặc điểm nó là cái chân của nó là bản 15 phân, chân cong cong đây. Và cái ngoài cái phần khung ở bên dưới thì phần bên trên, phần khung bên dưới rồi còn cái lại có cái phần khung bên trên là bản 15 phân và dày 5 phân, cho nên cái giường này nó được định vị cực kỳ là chắc chắn. Chúng tôi để ở giữa nhà đây nhưng mà có thể nói là lung lay thoải mái, không rung rinh tí nào. Và chiếc giường này là đang giá tại xưởng là 36 triệu chưa kể cước vận chuyển. Kính mời quý khách liên lạc với tôi theo cái số điện thoại này. Và địa chỉ của đồ gỗ Đức Hiền là cạnh trường tiểu học xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip sau. Đây là hình ảnh đang quay tại tầng 2 của khu B chúng tôi.